get in my car. Thì vâng, xin chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì mình là WinFan đây. Hiện tại mình đang có mặt ở server WiiWi. Và server mới update, không phải là mới update mà đã update con Galaxy rồi các bạn. Nên là này nó bán bỏ viên qua mồm như cái. Để mình nhận tí. Đây, nó update con Galaxy SEV. Theo mình biết là như là con Galaxy SEV rồi này. Đây, em nói đây. Thì con này là hàng ngon. Nói chung hàng cuối năm thì mình thấy là cũng khá là ngon đấy. Mình có hồng hổ nữa, nghe hổ lai rắn. Khá là ngon đấy các bạn. Chiều của nó là đây. Chiều của khi vào trận này nó tại này thì các bạn sẽ được tăng thêm 100 sát thương thực kỹ. Ngon đấy. Và tăng cho bản thân 35 siêu sát thương, là kiểu như nó cường quá sát thương của lên của nó đấy. Thì mọi tình huống gây 28% HP là nó đánh theo phần trăm máu. Và nó sẽ, nếu mà nó bị kẻ địch đánh dưới 40% máu, nó sẽ hóa khổng lồ, là nó bự lên, nó các bạn thấy hình nó màu vàng, nó là tăng 80% tỷ lệ miễn khống, 30% kháng sát thương độc chiêu một lượt và kháng sát thương thiệt kỹ một lượt, kích hoạt đúng một lần. Nếu mà bị, nếu mà ai mà dùng chiêu vô nó mà nó mất cái lò tại á, thì nó sẽ phản lại bằng cái tuyệt quỷ, nó tối đa là 3 lần trong một trận. Ok, ngon. Nhưng mà trước khi hồi sinh chịu tấn công phụ quá 50% HP, là kiểu như là thí dụ mà nó bị mất cái nó, trước khi mà nó chết, nó hồi sinh, nó sẽ không đánh vượt quá 50% máu, là các bạn chỉ đánh được có nửa cái máu của nó thôi đó. Thì con này được cái hồi sinh ngon các bạn. Mát nổ, HP tối đa, những sát thương chí tử sẽ không chết trạng thái xấu, cái hoa đá hồi 50% HP tối đa, không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng giảm tỷ lệ chữa trị và 40% nổ kích hoạt trong một lần, là hồi sinh được một lần chết. Hai cục ghét sẽ bị dính hiệu ứng ác mộng trong hai lượt. Nếu đang bị sẽ reset lại, giảm 35% sát thương tỷ lệ, 35% tỷ lệ chí mạng và 70% tỷ lệ kháng chí mạng. Bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải. Ngon quá các bạn. Thì đã thương trọng quyền, không hàng ngang mục tiêu, tăng 30% tỷ lệ đỡ đầu bản thân và 40% sát thương tê liệt, giảm 100% khả năng hồi nộ. Là cái chiêu của nó sẽ gặp lên, nó sẽ cầm cái cây điện nó đánh xuống, nó dùng cây điện nó đánh xuống, giảm 30% sát thương họ vòi võ sĩ hệ kỹ và thêm cái hiệu ứng tùy theo loại võ sĩ một hiệp có thể công dụng. Nguyên mang sát thương của vệ ngon đó các bạn. Tuyệt kỹ đây, cái này độc chiêu hả? Độc chiêu thì tăng khả năng tê liệt, không ta? Vách nghĩ tuyệt kỹ thì bạn nè, đây tuyệt kỹ đây, tỷ lệ chi mạng sát thương tê liệt mục tiêu 70%, khá là ngon. Khi năng em 20-40%, nếu mục tiêu chính đối hàng trước là mấy con vệ các bạn. Con này sinh ra để triệt, để tiêu diệt mấy con khiên, mấy con khiên cứng như Billy đó các bạn. Nếu nào đánh chim mà chỉ thành mục tiêu sát hương lan của mục tiêu chính, là ưu tiên thì vẫn có sát hương lan luôn, khá là ngon đấy. Tấn công hàng ngày đó phương ưu tiên có hiệu ứng hắc mộng, kiểu như dính hiệu ứng ám của nó. Ám của nó sẽ giảm 30% tỷ lệ sát thương và tỷ lệ kháng sát thương và tỷ lệ chí mạng, 60-80% tỷ lệ mục tiêu. Cái này là chiêu các bạn. Nói chung thì khá là ngon đấy. Mỗi khi tướng đi tung ra thì kỹ sẽ vĩnh viễn một lớp máu khát máu, tăng 40% công phòng thủ và cộng thêm 10 lần là sẽ tăng được 40%. Ngon, cứ chết là nó sẽ tăng thêm một tầng các bạn. Các bạn sẽ coi này. Nói chung là con này kiểu như là
nó tiêu diệt mấy con đã, chẳng hạn như mấy con bút giáp đó, bút khiên như con Billy vậy, đem về đang khắc chế như khiên như mấy con Billy gì đó, mấy con Billy hay là mấy thằng nào bút khiên nhiều quá nó sẽ khắc chế được. Thì theo mình đánh giá thì con này ngon, hàng cuối năm thì ngon rồi đó các bạn. Đam có nè, tăng có nè, châu cũng có châu luôn, cũng có châu đàng hoàng luôn, không cũng có châu vip vải liền. Nói sao giờ, hàng perfect, nhưng mà có điều là con này nó hiệu ứng nó dễ, mấy con vậy là dễ bị dính hiệu ứng, bởi vì các bạn kêu cái nhược điểm của nó là dễ bị dính hiệu ứng thôi, còn nhiêu là easy hết, không có hồn vũ khí vẫn mạnh, đem ra làm khống chế được. Đây có bạn nào vẫn nâng đây, 6 sao, 6 sao với nhị nha ta, nhị môn, không biết thanh niên là nhị môn nha. Chưa chưa có mở môn, tại vì nó mới đua hôm qua, nó mới đua xong hôm qua chứ chưa có mở môn ha. Thì con này mình khuyên các bạn thì hàng này là hàng cuối năm thì ngon rồi, nếu mà các bạn có, nếu mà có đủ điều kiện lấy nó thì lên nó mắc cũng được, không thì nuôi nó full hồn vũ khí nó vẫn mạnh các bạn ha. Thì video hiện tại đến đây của mình cũng đã dài rồi, và mình cũng xin chúc các bạn có một ngày thật tốt lành cùng người thân và gia đình, và hãy nhớ là em ít thôi và hãy dành thật nhiều thời gian bên nội ha, và đừng quên hãy ủng hộ mình bằng cách like video, bình luận, đóng góp ý kiến của các bạn dưới phần bình luận và đăng ký video của mình nha, và nhấn nút chuông thông báo nhỏ ở dưới để cập nhật tất cả các video mới nhất của mình ra ha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.